Và kính thưa quý vị, liên tục chương trình xin mời quý vị hãy cùng đến với đạo ca Dấu Ấn Nhiệm Màu, tác giả Tam Thanh, qua phần tham gia dự thi của thí sinh Nguyễn Thế Vĩ, số báo danh 16, bảng 3, ngành thanh và tu tập sinh thuộc gia đình hướng đạo Khánh Vân, Quảng Nam. Thank you.
người bạn ai thì bình thường cứu thế đừng tin lừa lòng còn bi dân chưa biết nơ cả thánh thiêng chúa thần ai lúc vẫn dùng lòng nào chi si bắt chúng nào chúng ở đạo thầy đêm chúng nào đổ sáng cho em ơi con trâu là anh đào sáng ngõ sớm đêm chúng trâu đêm chúng cao ngõ sớm chúa phát nao một đường cao đào sáng vui buồn đêm chúng cao đốt sáng cho em là ơi con trâu là anh đào sáng ngõ sớm đêm chúng trâu đêm chúng cao ngõ sớm chúa phát nao một đường cao đào sáng vui thank you.